Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Tiểu Long Du Ký. Và hiện tại thì Long đang đứng ở Biện Kinh, server Phục Hổ các bạn. Long đang làm nốt nhiệm vụ bang. Bây giờ là đang đi làm nhưng mà sáng ra thì chưa có khách thì tranh thủ vào 5-10 phút rồi làm video quay cho anh em xem. Vâng, với mục đích video hôm nay thì Long lên tín vật cho anh em ạ. Lên tín vật cho ác của mình. Xem nào, nhiệm vụ hôm nay nào. Lập tiêu kết tán này, một cái, ok, được một cái. Có một bạn chào này, ok, ok. Mua gì bác? Vâng, bây giờ thì Long làm nhiệm vụ để cho nó lên tín vật đã các bạn. Lấy điểm đã, còn thiếu đúng 100 điểm, thế mới đau. Mới tiêu kết tán đâu hết rồi. Đây. Vâng, bây giờ thì chúng ta đi tìm nguyên liệu để nộp cho các ông bang đây rồi. Xem vừa mua chưa nhỉ, từ từ nhá. Chưa mua các bạn, mua luôn. Ôi trời ơi. Đây. Vâng, lên tín vật. Vâng, chúng ta lên tín vật các bạn, xem là cửa hàng bán hộ nha, con cho các bạn xem này. Và để lên tín vật hôm nay của Long thì là nó có cần phải tín vật cấp 11 và đơn vị chục trăm nghìn 10k các bạn. Trời ơi, 10k hiệp nghĩa chi trương và một cái tín vật cấp 11. Cái này thì Long có rồi, vàng 2k vàng. Và độ cống hiến bang ấy thì là 6k2. Mình xem được bao nhiêu ca này. Mình có được 6k1 đấy. Vì thế mà hôm nay phải làm anh em ạ. Thôi làm luôn nhé, không lôi thôi nữa. Làm luôn này. Chúng ta được 6k2 thừa rồi các bạn. Thôi để Long làm nốt nhé, cho nó thuận vẹn. Một ngày làm 10 lần đi cho nó mắc luôn các bạn. We'll be right back.
Rồi, ok, bây giờ chúng ta đã chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ rồi. Chúng ta đã có vàng là 1 này, 2k vàng, 2k4 này. Những cái này thì thừa rồi anh em ơi. Trên 10k hiệp nghĩa chi trương rồi. Và tín vật thì mình cũng có rồi. Vâng, chả có lý do gì là mình không đổi được cả. Ok, chúng ta đổi nhé. Cửa hàng bang hội đâu? Đây rồi. Đây, ước mơ của mình đến tín vật 15 mà không biết là hết năm nay hoặc là sang năm này có được hay không. Cứ đổi ra 12 ăn chắc đấy, 200. Rồi, ok, Long đã đổi rồi các bạn ơi, đổi hết rồi này. Đấy, bây giờ là chỉ còn 160 điểm bang và lại cố gắng cày làm sao mà tiếp tục để đổi cái tín vật cấp 13. Đấy. Còn 3 cấp nữa mà 3 cấp này cái này 68 nha. Có nghĩa là đến sự kiện tới thì nó cũng cày cho điểm bang mà cộng với mình làm theo thẻ tháng nữa. Kiểu gì Long cũng lên được cái tín vật này 13 rồi, còn 14 nào. 14 thì 28 16 ơi. Điểm bang khá là nhiều đấy anh em ạ. Từ cấp 14 đến cấp 15 cũng khá là tốn đấy. Hiệp nghĩa chi trương thì không no mà chỉ no điểm bang làm rất là lâu. Đấy. Thôi không nói nhiều nữa, cứ có là tốt rồi. Bây giờ là chúng ta mặc vào thôi. Đấy, anh em thấy chưa? Điểm vô cụ phá địch của Long 140 vì á cùi mà. Sách bét, sách thì không có phá địch. Gọi là sách cùi. Và chưa luyện được các bạn. Chưa có thời gian. Khi nào có thời gian và có vốn đầu tư thì mình sẽ luyện lại. Bây giờ thì gọi là chơi tạm. Và mục đích thì cũng chỉ là chơi giải trí thôi nên thế là đủ rồi. Nói chung là thế là được. Thỉnh thoảng rảnh rỗi hoặc là buồn chán mưa hoặc là vào game dạo quanh cùng anh em chơi cho nó vui. Và bây giờ thì đang đi làm đang đi làm các bạn nên cũng chưa có thời gian mà test thử xem này. Xem có bạn nào test thử không nào. Đây rồi. Alo. Có một bạn Thiên Đông Quyền. Đây. Không biết là ông ấy lại treo rồi. Đây này. Đến đâu nhỉ? Phụng Tường nhá. Xuống Phụng Tường cho nó rộng các bạn. Đợi à. Làm cái éo gì mà lâu thế nhỉ? Vâng, sự kiện sắp ra rồi nhá. Anh em nhớ nhá, sự kiện sắp ra rồi anh em nhớ chuẩn bị cày cho mình một cái ác hoặc là mua cho mình cái ác để chúng ta cùng chơi võ lâm 2 hoặc là vào đây thăm Long được. Vâng, anh em vào thăm hỏi nhau một tí cho nó vui, cuộc sống mà chơi bát ngát. Vâng, không sợ gì cả, miễn sao chúng ta chơi vừa làm công việc chính là được chứ không gọi là chơi mà bỏ bê công việc là suốt ngày chơi game thì là cũng ổn. Còn chơi mà chúng ta vẫn làm việc bình thường như Long này. Đấy, vẫn đi làm bình thường. Chó à? Hoa thay hoa lúa chi trùng trùng.